Rồi, em chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em ha. Kênh bán hàng đồ nghề Nhật Bãi ha. Rồi mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em nha, 0334 830 843. Mình xem cái phần thông tin cập nhật mấy món hàng đã bán hay chưa ở ngay cái tiêu đề của video ha. Ví dụ cái này video 78 nè, bấm vô tiêu đề video 78 thì sẽ thấy để mình liên hệ mua hàng cho nó thuận tiện. Rồi. Em giới thiệu mấy món đồ hôm nay ha. Đầu tiên là cây hước Livo. Đây là hước Livo thân bằng nhôm. Đây nó là size 300. Là chiều dài nó 300 mm ha. Đây. Đó, 30. Chiều cao là 5,5 phân, độ dày nó là 2,5 phân ha. Nó có 3 mức cân nước nè, đó, cân góc 45, cân đứng ha. Đây, toàn bộ thân bằng nhôm đó. Kết cấu là chữ Y, nó là cứng cáp. Rồi cái thước nhôm của đây của Marvel ha, Marvel là của Nhật, có mã là 7801 nha, giá 250.000. Tiếp theo là một cây kéo cắt cành, này hàng 7 của Nhật ha. Này nó còn nguyên zin nè, em không có mài hay sửa gì ha mọi người. Lấy về thì nó như vậy. Này nó xài tán bằng đồng nè. Đó. Mọi người xem ngoại hình ha, xem cái lưỡi giùm em ha. Đây. Lưỡi cũng còn nguyên ha. Đây kích thước nó nè. Nó gần 20 cm ha. Đây nó rõ đây là 20 cm nè. Đúng 20 cm. Em cắt thử cái giấy cho mọi người dễ hình dung cái lưỡi ha. Đó. Đó. Rồi, cây kéo cắt cành này có mã 7802 ha, giá 250.000. Tiếp theo là cái bộ tua vít thử điện. Đây là hãng của Japan. Thương hiệu nó là của Hozan ha, Hozan. Đây nó có 2, 4, 6 cái mũi nha mọi người. Rồi 6 cái mũi. Rồi để em đây gắn vô như vậy ha. Vặn ra rồi mình gắn vô. Xíu lại. Để lấy ổ điện thử ra nha mọi người. Đây. Đó, nó có bóng đèn ở trong nha mọi người. Với thử điện ha. Đây của Hojan nè.
Japan luôn. Hai, ba mũi, bốn, năm. Nó có là 6 mũi nha mọi người. Đây, 6 mũi vít đủ bộ heo của nó luôn. Có mũi ba ke là BH1, BH2 nè. Mũi hai mũi vít dẹt, một mũi nhọn, một mũi tẩu 5,5 mm dùng để mở điện á. Cái tẩu này cũng mở mấy con ốc trong cái đồ điện ha, công tắc điện nữa, chuyên dụng mở điện. Rồi cái bộ thử điện này có mã là 7803 ha, giá 250.000. Tiếp theo là một cái bộ đây. Cái bộ này dùng cho mấy anh em làm bên mấy cái xài sử dụng mấy cái bét phun ha, ví dụ như hàng gió đá rồi có mấy cái bét á, mình dùng cái này để hông cái bét nè, nó bị nghẹt hay bị gì á, có nhiều kích cỡ nè mọi người. Ở đây 2 4 6 8 10 12 14 14 kích cỡ. Đây nó có để thông số nè. À ở đây cái hộp cái dụng cụ này của Mỹ luôn rồi nè. Đây phải đem vô đây nè. Mỹ luôn nha. Đây không tới 12 nè. Đó nó để thông số cho mình xem. Đây anh em nào làm nghề sẽ rõ ha, rành ha. Hộp này như bằng nhôm, cái vỏ bằng nhôm. Đó. Của Mỹ luôn. Rồi cái bộ không bét này có mã là 7804 ha, giá 150. Rồi tiếp theo là một cây cắt cáp. Cắt cáp của Nhật. Đây. Mới tinh chưa sử dụng mọi người, mới tinh chưa sử dụng luôn. Đây là cái khóa, đây cái khóa lưỡi luôn ha. Rồi kích thước nó nè 21 cm ha, cái lưỡi nó mở ra được chiều dài là 1,6 phân, nó mở ra được khoảng 6 mm ha. Em mở được 6 mm nè. Mở cái miệng dài to nhất là 6 mm. Đó. Cắt cáp nó có trợ lực ha. Nó thiết kế về là trợ lực. Rồi cắt cáp này có mã 7805 ha, giá 300.000. Tiếp theo là một cái bình bình chứa nguyên liệu ha. Chứa nhiên liệu. Cái bình này tầm 2 lít rưỡi 3 lít thôi mọi người. Nó phải trên 2 lít rưỡi. Đây là bình bằng thép. Khá là dày, nó cứng lắm mọi người. Đứng lên không có sợ lúng luôn. Cứng lắm. Thép mà của Nhật nó sắt, tấm sắt của Nhật nó ép. Đây rất là chắc. Cái núm này bằng đồng luôn. Rồi.
Rồi cái bình này bình Tokyo ha. À, đây là nơi sản xuất nhà máy. Bình này chủ yếu là chứa nhiên liệu ha, chứa xăng hoặc dầu gì đó. Đây kích thước nè, 30 nhân 22 ha, nhân 6 khoảng đó ha, tầm 2 lít rưỡi nước nha. Rồi cái bình này có mã là 7806, giá 310.000. Tiếp theo là em về một cái cảo, cái cảo của shipper ha. Đây cái cảo shipper. Cảo này thì nó chuyên dụng. Mọi người làm nghề sẽ nhìn thì mới biết ha. Đó, nó về nhiêu đây thì em bán nhiêu đây ha. Cái này là cái này vặn vô cái tẩu để mình vặn ha. Hoặc cái cần lực á. Đây là cái cảo dĩa để cảo bạc đạn mọi người. Đây của Nhật ha. Hiệu Super này của Nhật. Cảo này như là nó ép bạc đạn á. Ép mở bạc đạn. Này chỉnh được nè, đây cũng chỉnh được. À, kích thước nó nè. Mọi người xem kích thước giùm ha. Đây. Đây ạ. Rồi cái cảo này có mã là 7807 nha. Giá bán 700.000. Tiếp theo cũng là một cái cảo bạc đạn. Cảo này hai chấu. Đây. Đây kích thước nó nè, 16 cm ha. Đây nó mở rộng nhất nè, 5 phân ha. Độ sâu nè. Rồi, cái cảo này có mã là 7808 ha, giá 450.000. Tiếp theo là cái cây cắt ống đồng. Rít vịt. Rít vịt này của Mỹ. Thân nó bằng nhôm rất là chắc chắn luôn. Này cắt được tới ống 32 nha mọi người. Đó. Cắt được cỡ ống 32 thôi mọi người. Nó còn một lưỡi sơ cua chưa sử dụng luôn nè. Đây là lưỡi còn rất là bé. Nó có cái cây dê do nữa. Gọt. Gọt ba bia. Nhỏ mà rất là nặng tay, cầm rất chắc chắn. Kích thước nó là 12 phân rưỡi. Rồi cái cắt ống đồng này có mã 7809 nha, giá 250.000. Tiếp theo là cái cây kéo cắt ton của Nhật. Ở đây nó hề bằng thép đúc ha, nó rất là chắc, nặng tay.
Đây. Lưỡi còn nguyên như mới vậy. Lưỡi này nó chưa sử dụng mà gần như là chưa sử dụng. Theo quan sát thấy là giống như là chưa sử dụng. Đó. Kích thước nó là 27. Cái lưỡi là 7,5 ha. Đây cái kéo đó là chắc. Rồi kéo to này có mã 7810 nha, giá 300.000. Rồi em kết thúc cái video đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ ha.